Xin chào anh chị em, mình là Sơn. Đam mê bonsai không có tuổi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh các chị, anh chị em để lấy một con rễ này làm dáng lão mai hoặc lão đào cũng được. Nhưng quan trọng là anh em phải hành động thì mới có kết quả. Đấy, thông điệp hôm nay qua cái cây này mình muốn gửi anh em là phải hành động có kết quả. Mình chọn rễ thật đẹp. Mình chọn một cái cành mà nó có đủ tay, ba tay để các bạn khi ghép vào đây là được ngay một cây rất đẹp. Đấy, không để anh em chờ thêm nữa, chờ lâu nữa mình sẽ làm luôn để cho anh em xem. Trước tiên anh em phải cắt cái gốc ở đây. Đây là một cái bệ rất đẹp. Sau này nó sẽ là cái rễ rất đẹp các bạn ạ. Xong, các bạn đưa cái xô này vào. Đây, đổ đất ra đã. Đưa cái xô này vào đây nhá các bạn nhá. Đã xong một cái xô này nhá, bốc đất đổ vào. Đi các bạn sẽ cho thêm đất vào đây. Đó, thế là mình đã làm xong phần đất. Ý các bạn đổ, có thể đổ thêm đất vào. Xong cái gốc các bạn nhá. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là mình dùng dao thật sắc. Đây, dao sắc mình chiết cái rễ. Mình khoét cái chỗ này. Mình khoét chỗ này các bạn. Các bạn cố gắng là ghép ở cái phần lồi nhá, phần dương của nó ấy, thì sau này cây nó sẽ rất đẹp. Và chọn cái cành nào nó có đủ ba tay luôn rồi thì sau này mình sẽ đỡ mà mất rất là nhiều thời gian. Đó, ok. Xong mình khoét bên thân cây con này nữa để cho nó có cái bộ độ tiếp xúc các bạn. Quét thêm một tí bên này nữa. Ghép đúng chỗ dương nha các bạn nhá. Đừng ghép chỗ âm. Xong. Các bạn dí đây. Đó. Các bạn đã được một tay này. Tay thứ hai này. Một cái ngọn này. Là các bạn được ba tay sẵn như này rồi. Ghép đúng phần dương. Đó. Xong. Các bạn sẽ lấy một sợi dây. Các bạn bỏ vào đây. Thì các bạn đã được một cây lão mang này rất đẹp. Các bạn đã có một tay. Tay thứ nhất, tay thứ hai và một cái ngọn rất đẹp. Sau này được một cái các bạn sẽ cắt từ đây. Cắt từ đây và bạn đã được một cái ngọn này, một cái tay ở đây và một tay rơi rất đẹp. Đó. Trên đây là mình đã giới thiệu anh chị em về cái kinh nghiệm cá nhân của mình về ghép một cây xanh để làm dáng lão mai. Thay vì mình bỏ cái rễ đi thì mình sẽ được một cây rất đẹp. Bạn nghĩ thế nào về kinh nghiệm của mình? Nếu thấy hay thì hãy follow mình và hãy chia sẻ để chúng ta được chia sẻ những kiến thức về cây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.